Một mình đa chơi, hệ luôn. Một mình chơi bốn con thỏ xong rồi giờ đến lượt thui. Đa hệ. Đàn ông chỉ đứng chỉ đạo thôi này đấy, đàn ông chỉ đứng chỉ đạo thôi. Thật là các bác cái nhạc lão nhậm nhảy đấy các bác ạ. Chốc bia rượu nghe cái tưng bừng luôn này. Ừ, lấy cái bao đây xem nào. Hôm nay chúng tôi là hôm nay là cuối tuần, chúng tôi lại làm một tí ti nữa. Mấy anh em ngõ xóm. Giờ ơi, con này to à nhỉ? Thế nào? Nó đen này. Ừ, không ra. Chắc lắm. Ôi, con này phải 3 cân hơn 3 cân đấy. Thế mà nó bầu bé. Chắc mà. Con này xem nào. Yêu chưa? Xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay là cuối tuần, anh em chúng tôi là trong ngõ là tụ tập với nhau là họp mặt tí. Thì hôm nay chương trình cũng có đôi thỏ các bạn ạ. Mấy này mến cả trọi nữa. Thế nên anh em tối hôm nay làm tí giao lưu. Bây giờ xin mời bà con các bạn cùng theo chân và đồng hành với chúng tôi để chế biến món ăn này hôm nay cho nó ngon. Mấy con nữa nhưng mà nó... Đây hai con này gì? Hai con ngoài này gì? Đây hai bắt thêm con trắng nữa. Thôi. Hả? Thôi thì thế được thì hai con này là to rồi. Hai con là to rồi, có mấy con bà. Bên trong kia thì bà nó còn cơm nữa. Nhưng mà còn cả trọi nữa rồi mà. Chuồng chó lôi kín thế kia để trộm đạo nào nó bắt được. Nặng quá là bà con ạ. Nặng lắm, thế này nó bổ bé. Đây là tiết canh thỏ nhá. Thịt thỏ thì thịt thỏ cũng tiết canh là không ngon các bạn ạ. Lại phát sinh thêm người. Giờ nó bắt thêm con nữa đây. Thôi bà con ngồi đợi thôi nhé. Rồi bắt đồ nữa. Mấy con nữa? Thôi. Ok. Tôi hẹn hai. Tôi hẹn hai. Sao thế này? Nhỏ lắm đi. Hả? Bà thứ nhất mình luôn. Nó thứ nhất. Con này thì ấy là chỉ sợ nó này. Họ biết sờ cơ, mình không biết sờ cái chứ. Mai người ta không phát. Ta đi 5 phút là về mà. Đây là xong con nào có to. Thôi, thứ con này thiết to á. Con này thiết cầm to. Con này con. Hai con bộ hoa bía. Yeah, ừ, không biết. Ừ. Thế bắt luôn hai con đấy được. Ôi, một con nữa thôi. Ừ, con thôi đúng thật rồi. Hôm nay là chương trình chúng tôi là về chúng tôi làm mà thịt thì chúng tôi bỏ luộc. Còn cái xương chúng tôi bỏ tôi băm nhỏ ra xong rồi cho trứng vào rồi tôi nấu canh cho má. Anh ơi cưới cho bà. Cho bà. Là. Giờ ra đây bác cứ xin. Anh ơi. Cưới cái túi phát ra nào. Cưới cho bà thôi. Mấy em vào đây nhá. Đấy. Cưới về lốc đây. Các bác nhìn này. Này các bác này, hai con đấy thì nuôi phải 5 rưỡi nữa thì từ ngày đến giờ. Chắc. Đây là thỏ giống thỏ là Tây Ban Nha đấy. Bây giờ xin mời bà con và các bạn cùng đồng hành với tôi. Xin mời bà con và các bạn cùng theo chân tôi đi về làm nhắm nhá. Hôm nay chúng tôi là hái một muôi trắng. Bốn con thỏ chúng tôi sẽ chia làm hai bát, thì mỗi bát chúng tôi cũng cho một xìa muôi trắng. Nhưng mà gì nghĩ thế đi đâu? Cho cái pha chế nào các anh nhá. Ừ, thế anh đã. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Bác là 100 luôn đấy. Này, cắt hỏng nè, cắt hỏng là một gông đấy. Bác mua đấy. Đi mua đấy. Anh nhớ đưa anh. Không phải trò đùa đâu. Vâng. Mời về cái bát này. Vâng. Con này là thỏ quá già rồi chứ không nữa. Hôm nay nhà tôi nuôi được mấy con thỏ các bạn, nó già 5 hơn 5 rồi, rất là dễ làm lông. Một tí trắng tinh luôn. Mũ đây. Nước có nguội rồi. Nước nguội rồi đấy. Đây các bạn này, sau một hồi lông lá và là đã nói chung là hoàn tất rồi đây. Bây giờ chúng tôi sẽ bỏ ăn cái thui. Nào, nổi lửa lên em. Đừng vừa đấy.
Thúy à? Ơi. Lông này có bán được không? Có. Thế để đâu đây? Thì để gọi cho. Đây các bạn thấy đây là đấy đàn bà con gái của tôi này, một mình đa hệ luôn, một mình chơi bốn con thỏ xong rồi giờ đến lượt thui. Đa hệ đàn ông chỉ đứng chỉ đạo thôi này, đấy đàn ông chỉ đứng chỉ đạo thôi. Thật là các bác cái nhạc lão nhậm nhảy đấy các bác ạ, chốc bia rượu nghe cứ tưng bừng luôn này. Cái giống này cứ phải nhảy mạnh ra thì nó mới mày chết rồi, cháy rồi. Nó đốm rồi bà con ơi. Chết không phải mùi thơm. Mùi thơm của rơm nếp rơm nếp tháng 5 mùi thơm nó thế. Ôi trời. Rồi. Có ngon đây. Cá nhà quê 100% đây. Quê tàn ăn bèo men gạo ăn cơm thế này. Được. Ông cắt luôn đi chết. Đó là chơi toàn gà chọi này, ta không biết hay là chinh hoái ta thế nào? Bắt hơn là cái. Hả? Bốn gà chọi bắt hơn là cái. Biết rồi nhưng mà mình phải hoái ra, nhưng nhớ là gà nó giống thì sao? Còn cái gà cái. Anh thử cái chả đi chụp có phải là cho lên. Hai con đi thì. Thế là thích con này sao? Con này sao? Thì hai con đi. Hai con này à? Hai con đấy. Sao bốn đĩa? Đây đây này. Thôi được, gà chọi anh được. Tóm lại là gà chọi của anh ta. Tóm lại là chọi của anh ta. Chờ bác lâu quá rồi. Tí nữa đông rồi được. Đấy nhá. Cái cành, cái cành. Cái cành, cái cành. Cái cành, cái cành. Tí đông rồi được. Bác kì. Tại sao bà thò chúng tôi làm nè. Giờ con thỏ nó bảng ươm luôn, bảng ruộng luôn. Các bạn thấy mình được mấy điểm nào? Hôm nay đàn bà ta giao ta thớt kia, đàn ông thiếu của chỉ đạo thôi. Vẫn không thể món rau thiếu món rau muống các bạn. Bây giờ rau muống là chốc luộc đánh giấm. Cái quần nó bị ấy quá, quần nó bị ấy quá. Lột tất. Anh cứ ngoài nó vào thôi. Đây thỏ này em chúng tôi làm rất đẳng cấp. Vì nó là tiêm. Đây chúng tôi phải lọc cái xương ra cái này. Cái xương này tí chúng tôi sẽ cho vào băm. Xong chúng tôi trộn với trứng này, cái rau má chúng tôi vào. Ăn kia nó thực phẩm khác. Xong nó canh mới. Có nhận không? Đây nó mới ngọt không? Đây bạn nào mà có muốn làm thỏ như thế này thì các bạn cũng theo dõi video của chúng tôi nhé. Đấy. Đẳng cấp đấy. Chúng tôi cũng thịt ra này xong bắt đầu là chúng tôi làm khác món đi. Ô nó phải đảo đi chứ. Khác món đi. Cái sườn này chúng tôi cho vào băm. Mẹ mấy con thay nguyên là nhìn thấy thôi. Thôi tiếng quá thì chết đi. Giới thiệu với bà con, còn đây là món rau muống cây nhà Nam Vân. Thế làm món gì đây? Nếu mà xào thì thui. Giờ nó quyết định chứ là bây giờ đôi gà làm món gì? Đấy. Đấy, người sao mắng người xào xá. Chọi thì đấy. Bà để ông Minh ông quyết định. Bà. Để ông Minh quyết định xem là nếu như gà già này phải thui không ạ? Không thì dai lắm. Con có chân phải ba này hôm nay toàn có thui thôi. Được đi thui thôi. Hết thui thì thỏa rồi, nó lại thui gà đây. Em là lóc đen thui rồi đây này. Mặt đen đó như là người đánh phấn thế này. Thôi người rút rơm như này đây này. May có phụ tá thì không có mà. Chương trình chúng tôi lại tiếp tục thui gà nhé bà con nhé. Giam hết cả ma hồng rồi các bác ạ. Ui, mấy ông đàn ông, mấy ông đàn ông đóng thì về trên khách về thì người ta không làm thành ra mình. Mà hôm nay có dâu rồi. Hôm nay dâu vào một ngược cái kia. Ô thế bà tin vô à? Nhớ hôm nay dâu vào một ngược cái này. Người ta dâu mà có cắm đây, bà dâu mà có má này. Đấy. Má quá các bạn. Nhưng mà má hồng không phấn son. Vàng đâu? Vàng quá rồi, vàng ươm rồi. Bọn này thui nó có nơi này. Cho nó mùi thơm nữa mà. Ui, các bạn nhìn này. Thui cơ. Cái alo cho em nhé. Chỉ cần 1 phút 30 giây thì em có mặt.
thui món gì thì cứ alo cho bà lão nhà tôi nhá. Đây hôm nay các bạn nhìn bà lão tôi dâu mọi người. Cái món của anh chúng tôi đã làm sạch sẽ lông lá và mỡ sẽ tinh tươm rồi. Bây giờ không còn luộc cũng rửa sạch không có lên bếp mà luộc thôi. Đây cái món thịt thỏ là chúng tôi phải làm như thế này thì nó mới đẳng cấp này, nó mới ngon này. Vui này nó mới thơm này. Không, cái xương là bỏ lên cháo nó đi xanh. Xong ngay nước nặng vô trong được. Đây ông băm trông còn như thanh niên này cơ mà. Cháu luôn này, cháu luôn băm xương thỏ hơi bị. Giới thiệu với bà con đây là anh Vân đây này. Anh nọc ra để xào xá đây. Đây là cái xương sườn thỏ là anh tôi băm nhuyễn này xong là tí làm nữa cũng rau má. Kỹ quá. Đây cho đây. Không, không cho đây, bóp nó cho đây. Cho đây bóp. Đúng rồi. Rồi bây giờ chương trình chúng tôi là cho trứng vào đây nè. Rồi 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 đấy. Rồi cho trứng vào. Rồi chương trình cho trứng vào. Các bạn nhìn là sánh chạy luôn. Đây là chương trình này chúng tôi thái này xào xá đây. Gà xoài xào xá. Thế để đây. Ông cứ đả đấy, ông cứ đả đấy. Đây là loại viên thỏ của chị em tôi đây nha. Loại canh hôm nay là đặc sản các bạn ạ. Thỏ nhúng này, xương thỏ nhúng. Vâng, xương thỏ tôi đọc ra tôi không. Này, mình làm cái món này. Thịt cá ba con thỏ là băm viên cho hết vào đây đấy. 4 con luôn. 4 con này. Băm viên hết đấy. Các bạn nhìn này nhỏ ngây luôn. Cho tôi đợi nước ra sôi, tôi mới thả vào này nó sẽ không vỡ được cái viên nữa các bạn. Đấy là các bác nhìn đẹp thôi thỏa đi, hết thôi thỏa thì gà các bác ấy. Các bác nào mà có muốn dùng cái món thui thì cứ alo cho em. Chỉ cần 1 phút 30 giây thì các em phút lại. Sau khi cái thịt gà này chúng tôi đã thái mỏng xong rồi. Thì bây giờ đến chúng tôi đã bắt đầu thái xả vào. Đây hiện cái món thịt canh các bạn nhá, thịt canh thỏ đây. Các bạn ở trên cái đầu bên này cái hai bên không gần của nó cái sụn sụn đây là chúng tôi cho vào cái thịt canh, cái lưỡi, tai. Đấy thì. Hả? Trong nước đấy thì. Hết, cái đấy phải đi thôi. Đây ngoan đâu. Đang là thái nó không được chuẩn, còn riêng tôi thái chuẩn lắm các bạn ạ. Mỗi em là 6 người thôi nhưng mà cái hoa tay thì em cũng. Lên đấy. Khéo tay khéo mồm. Ngon ngon rồi, quá tuyệt vời rồi. Còn đây là chương trình của chúng tôi bỏ đấy, đấy. Được rồi các bạn. Đấy. Bỏ chúng tôi bông là phải rất khoát từng miếng một. Thế nó mới cùng vỡ. Anh Vân công nghệ băm ấy như cao su. Thôi băm rồi. Chương trình của chúng tôi bây giờ là ước mơ mì chính vượt lên. Tiếp canh thỏ phải có hành nướng đấy nhá. Đây chúng tôi đang thể hiện tiếp canh thỏ các bạn nhé. Thấy 4 con thỏ chúng tôi được 4 nhân nhân các bạn này. Ồ, bây giờ tôi thể hiện là ôi giời ơi không nhanh đông trên tay các bác ạ. Ôi giời ơi không nhanh đông trên tay này. Sợ siêu gì thì siêu thế nhỉ. Ôi sao nó đỏ thế nhỉ. Nó đỏ như màu áo của em luôn. Ôi muốn đưa cái cành ngon quá.
Các bác ơi, các bác cho em được mấy điểm nào? 10 điểm. Đấy, cho chi dầu vào đây để tôi sẽ tại hiện kia. Cái gà xoài xào sáng lắm các bạn nhá. Chút xíu là để cho nó đi xá thật này. Cho gà các bạn nhá. Các bạn. Cho tô ăn nữa là tí các bạn. Bà lão mà trông cái trông cái món tiết canh. Đây là mấy mâm cơm của anh em tôi đã là chuẩn bị xong rồi này. Đấy, toàn anh em đã đến rồi. Món mà này vừa nhọn lắm, nhọn kinh người giờ. Các bạn ơi, đây là canh rau má của Minh Sư của tôi nhé. Đấy, đây là nhất xã rồi mà. Đấy, rồi vào chân không ra. Đấy, không đâu, rồi vào coi như là dính chân không bay nổi. Rất là chân rồi, phải nhau thế này. Bốn mâm là bốn đĩa là ngon à. Và đây là bữa cơm cuối tuần của anh chị em chúng tôi đấy. Bây giờ xin mời bà con và các bạn cùng ra thưởng thức anh cơ bữa cơm thân mật với chị em tôi nhé. Thôi rồi, đây là tất cả các cái là bên ban chỉ đạo nhà ta nên là bác hát là như thế là quá tuyệt vời. Một cái lòng vô hai ba vô hai ba vô hai ba vô đây hôm nay là cái món canh là ngon nhất bà con ạ. Bán các bạn nha, con luộc hấp để canh xương mới đâu. Còn đây là trâu xào mới là cần tỏi tây mới là ớt tây, à ớt tây ngọt. Tươi mát nhất là cái món canh rau má này. Canh bột chiên giòn, chiên xù. Đều muốn gì đặc sản. Quá. Anh già anh đưa cô nó mình bỏ vô này, mình tỏ thì nó luộc cái ngon rồi mà cái gì vậy con này người nào biết cái tỏ này không đây đây ai ăn đấy ông yêu cầu là ai ăn ngồi đấy gắp nó mới tự do ăn. Hết canh mà thấy nhà mình là đặc sản rồi. Đấy.
cánh đông sắn này. Còn ở trong này còn ai nào? Quan này. Sao không cùng là tôi làm hết luôn đây này. Tôi bính đảo hết này. Chú Ba nhá. Giờ sẽ đông thế. Tiến ra Khoan đi. Dây mấy đi. Tiến ăn rồi, tiến ăn rồi. Tiến dây mấy rồi. Mấy rút. Thế còn ai nào? Ông... Anh chứ, anh chứ. Ờ. Thính chạc đấy. Đúng nói như thế thì ai cắn được canh các bạn này. Tay tôi đánh nhá. Riêng cái đĩa thức canh này hôm nay là chỉ có hai chị em dốc với em thôi. Đấy, đông ạ. Hai bà chạm chén đi. Hai bà. Rô, 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 rô. Một, hai, ba, rô. Đúng rồi. Các bạn này, ăn đi bạn, ăn để cho nó mát tay mình làm ra. Bắt chanh hả? Bắt chanh hả? Bữa cơm tuần cho anh em chúng tôi mạnh khỏe toàn bộ vâng là mạnh khỏe sao luôn ạ. Chào mọi người và coi những clip lần sau nha. Chào.